Hoàng Phát và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin chuyển đổi số. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Ánh Xuân. Mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức trên lĩnh vực chuyển đổi số. Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo có 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều lĩnh vực, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ thu học phí không dùng tiền mặt đạt trên 70%. Năm 2024, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu định kỳ, đảm bảo 100% giáo viên, nhân viên hỗ trợ phục vụ được cấp tài khoản thực hiện hệ chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận, đảm bảo tất cả phụ huynh có sử dụng điện thoại thông minh được tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt app mobile để sử dụng dịch vụ miễn phí về những thông tin liên quan đến phiếu liên lạc điện tử. Đầu tư các phòng dạy tin học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở để đáp ứng cho các lớp 3, 4, 6, 7 và 8. Thương mại điện tử đang ngày càng phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Bắt nhịp xu hướng này, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận chú trọng đẩy mạnh thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số. Đến nay, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đã có sự tham gia hưởng ứng của 92 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, với khoảng 300 sản phẩm thực hiện quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, đã có hơn 123 sản phẩm OCOP của 50 cơ sở doanh nghiệp được đăng tải lên sàn thương mại điện tử. Sản lượng tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử trung bình chiếm 25-30% sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử, khuyến khích hỗ trợ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các chủ thể nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, đến nay, Ninh Sơn đã có 29 sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao và 9 sản phẩm 4 sao cấp tỉnh. Để từng bước phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tạo nên sức bật mới, nhằm thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024, huyện bố trí nguồn kinh phí 500 triệu đồng để tiếp tục phát triển thêm từ 10 đến 15 sản phẩm OCOP. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình OCOP để lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiếp tục tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, ưu tiên mở rộng quy mô đất đai cho sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, dự án môi trường bền vững của thành phố Duyên Hải, tiêu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, nhằm góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, chống ngập úng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Với sự nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án, đến nay tiến độ triển khai dự án đã đạt 82%, tiến độ giải ngân đạt 75%. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Từ khi tuyến kênh Chà Là đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân khu phố 1, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã có những thay đổi rõ rệt. Thì trước đây khu vực mưa vùng này thì nó ngập nước, lúc nào dân ở đây thôi chứ hơ hám rồi nó khó chịu. Mưa vừa rồi thì nói chung là tốt, nước thoát sạch sẽ, thì vệ sinh môi trường rất là sạch. Triển khai từ năm 2018 đến nay, tiến độ triển khai dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đạt 82%, tiến độ giải ngân đạt 75%. Riêng đối với vốn đầu tư công năm 2023, chủ đầu tư đang hoàn thành thủ tục thanh toán. Trong tổng số 47 gói thầu đã hoàn thành 27 gói, 4 trên 13 gói xây lắp đã hoàn thành, còn lại 9 gói đang đẩy nhanh tiến độ.
dự án cũng đã tiến hành đấu nối nước thải đạt 10.195 trên 15.500 vị trí đấu nối, đạt 65,7%. Đến cuối tháng 1 sẽ vận hành chạy thử nhà máy xử lý nước thải Phan Rang. Hiện tại là bây giờ là nhà thầu đang tập trung lắp đặt các thiết bị về công nghệ để hoàn thành hết một cái hết cái phần công nghệ để là có thể là tiếp nhận cái nguồn nước sớm nhất và để đẩy nhanh được cái tiến độ cam kết ấy, thì nhà thầu sẽ huy động mọi nguồn lực từ làm tăng ca đêm này hay làm thứ bảy chủ nhật các ngày lễ là có thể là làm hết. Khối lượng thi công chỉ còn gần 20%, tuy nhiên dự án đang gặp khó khăn trong triển khai các gói thầu trong khu dân cư và các tuyến kênh do số lượng nhà dân trong phạm vi dự án nhiều. Khi thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân. Với quyết tâm, các nhà thầu đang tính toán đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo thi công để đưa dự án về đích vào tháng 6 năm 2024 như cam kết. Hiện nay chúng ta tiến độ triển khai chúng ta nó vướng nhất là vẫn là những cái tuyến kênh nhà nó san sát. Sát cái tiếng mương thì chúng ta đóng cừ, ép cừ thì nó cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên thì nhà thầu cũng quán triệt, nhà thầu cũng là khắc phục cái này. Cũng như họ cũng có cái sự quyết tâm trong các cái giải pháp để mà ít ảnh hưởng nhất và đẩy nhanh được cái tiến độ. Đối với chủ đầu tư thì thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Đối với những cái gói thầu nào mà thấy tiến độ nó chưa đạt như kế hoạch thì là thường xuyên trao đổi với nhà thầu để có thể tăng mũi thi công. Thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều. Với sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, tin tưởng dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, xanh, sạch đẹp. Phần cuối bản tin hôm nay là những tin tức liên quan đến công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Ninh Thuận sẽ trích ngân sách hơn 10,88 tỷ đồng để thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh sẽ thăm tặng quà từ 400.000 đồng một suất đến 600.000 đồng một suất cho 8.791 hộ đối tượng chính sách, người có công, hỗ trợ 200.000 đồng một suất cho 22.867 đối tượng bảo trợ xã hội, nuôi tại cộng đồng, nuôi tại cơ sở bảo trợ và các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy, hỗ trợ 300.000 đồng trên một hộ nghèo cho 8.767 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Hiện các ngành, các cấp đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với các doanh nghiệp về tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đi khảo sát làm việc về tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết tại 9 đơn vị là các chợ, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và siêu thị. Các đơn vị đã báo cáo về kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa cho thị trường, dự báo sức mua của thị trường năm nay, giá cả hàng hóa, nguồn cung cấp các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt gia súc, gia cầm, các biện pháp bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Qua nắm bắt, lãnh đạo Sở Công Thương nhận định, hiện các đơn vị tăng dự trữ hàng hóa khoảng 30% so với ngày thường, với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Các đơn vị đã ký hợp đồng từ sớm với các nhà cung cấp, tránh biến động về giá, nguồn cung hàng hóa dồi dào, có kế hoạch tăng cường nhân lực trong thời gian cao điểm, tránh quá tải tại các quầy thu ngân, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị hoa cho mùa Tết năm nay, bên cạnh các loại hoa cắt cành truyền thống, nhà vườn Đà Lạt cũng chú trọng sản xuất các loại hoa chậu phục vụ thị trường với nhiều chủng loại hoa khá phong phú. Dự kiến xu hướng chơi hoa chậu ngày càng tăng cao, các nhà vườn không chỉ ở Đà Lạt mà các vùng trồng hoa quanh thành phố như Đơn Dương, Đức Trọng, Lam Hà cũng đã bắt đầu chú trọng đến mảng hoa chậu phục vụ Tết. Vì vậy, sản lượng hoa chậu Đà Lạt Lâm Đồng cho vụ Tết năm nay dự kiến từ 250 đến 300.000 chậu, tăng khoảng 20% so với năm trước.
Gia đình là cũng rất là cần thiết phải có những cái khoảng không gian nhất định, nhất là trồng hoa tiểu cảnh này. Gia đình mình cũng chuẩn bị cho nó Tết đến thì thực tế là có một cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ trong gia đình, mỗi lần đi làm về hoặc đi đâu về nhìn thấy cái hoa rồi cây lá nó tươi tốt trong gia đình, mình thấy không khí tinh thần của bản thân nó cũng được thoải mái rất nhiều. Cái dòng kiến lá này thì được mình nhập từ nước ngoài về, mình nhân giống nhằm cung cấp những cái cây giống mới lạ và nó khỏe đến thị trường. Đó cũng là cái tiêu chí của mình, đó là phủ xanh cái không gian sống, đó là cái mục đích chính cuối cùng của cái vườn mà khi mình phát triển. Thì ở vườn mình là được tập hợp rất là nhiều giống ở châu Âu cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc và cũng có Thái Lan nữa. Việc trồng chăm sóc vận chuyển hoa chầu cũng thuận lợi, chủ động hơn trồng trực tiếp trên đất, do đó các loại chầu cảnh cũng phong phú đa dạng cho nhiều sự lựa chọn của khách hàng. Các loài hoa cây cảnh cũng rất đa dạng phong phú, từ cây mini để bàn cho đến các cây có kích thước lớn hơn để trang trí sân vườn, quán cà phê, sảnh khách sạn, v.v. Trang trí hoa chậu ấn tượng và đẹp mắt là một trong những cách khiến cho căn nhà thêm phần sinh động vui tươi, làm mới không gian trong dịp Tết đến xuân về. Đem cây xanh vào không gian sống, trong đó có những chậu hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu, là đem cả mùa xuân vào nhà sẽ giúp tâm trạng mọi người thêm thoải mái, vui vẻ hơn để đón một cây Tết, một năm mới với những nụ mầm và hy vọng mới đang sinh sôi nảy nở. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng phương án bảo đảm điện phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đang vận hành hệ thống lưới điện để phục vụ trên 190.796 hộ dân. Năm 2023, điện thương phẩm đạt 880,384 triệu kWh, tăng 10,79% so cùng kỳ năm 2022, đạt 113,60% so kế hoạch. Thời gian tới, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ tăng cường khả năng vận hành của hệ thống điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, cũng như đảm bảo điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp dịp cận Tết. Bên cạnh đó, ngành điện cũng cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết giảm chi phí, đồng thời còn góp phần làm giảm áp lực đáng kể lên hệ thống điện trong dịp Tết. Qua công tác nắm tình hình, rà soát, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo hoa nổ thời điểm trước Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa mật phục, bắt quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Khoa, sinh năm 1993, trú tại Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Theo đó, vào lúc 3 giờ 40 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành mật phục, bắt quả tang Trần Anh Khoa đang sử dụng xe máy biển kiểm soát 92M1-19348, vận chuyển 18 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 23,4 kg, tại ngã tư Nguyễn Hoàng Thanh Hóa thuộc phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đấu tranh ban đầu, đối tượng Khoa khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng nữ ở Gia Lai qua mạng xã hội Zalo với giá 10 triệu 800 ngàn đồng, sau đó nhận pháo từ xe khách đường dài. Khi đang vận chuyển về nơi ở thì bị phát hiện, bắt quả tang. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin chuyển đổi số. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu trong năm 2024, 50% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 30% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Giải pháp trọng tâm được đưa ra là tập trung phát triển các sản phẩm báo chí số, phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả, xây dựng các công cụ thu thập, xử lý dữ liệu, đánh giá, dự báo, theo dõi, giám sát chất lượng báo chí, triển khai sử dụng các nền tảng số phục vụ phát thanh và truyền hình bằng hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển nền tảng số cho các cơ quan báo chí thực hiện phân phối nội dung báo chí, chia sẻ dữ liệu báo chí, khuyến khích cơ quan báo chí có đủ tiềm lực về công nghệ tài chính xây dựng nền tảng riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Triển khai nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ xây dựng 14 bộ thương hiệu trực tuyến và 18 website thương mại điện tử cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc thù của tỉnh. Ngoài ra, đã có 92 cơ sở doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Ninh Thuận với hơn 300 sản phẩm OCOP. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận hoạt động hiệu quả nhằm quảng bá tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong tỉnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ đưa sản phẩm tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước và quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp chưa có hoặc đã có website đang hoạt động nâng cấp thành website thương mại điện tử và áp dụng các giải pháp công nghệ để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Theo đó, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế nhằm giúp người dân thuận lợi trong khám và điều trị bệnh. Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc. Việc đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cứ công dân gắn chip đã trở thành thói quen của đa số người bệnh khi tới đây. Chỉ cần cầm thẻ căn cước, rồi nhân viên người ta hiện việc vẽ là xong, không cần đem bảo hiểm nữa. Không chỉ đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng được Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc triển khai hiệu quả. Với tỷ lệ đạt 29,24%, bên cạnh đó, Trung tâm đã đầu tư hệ thống quản lý xét nghiệm RIC, cài đặt phần mềm hệ thống RIC BACS, để lưu trữ dữ liệu về chẩn đoán hình ảnh, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương về các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số, nhưng khởi tạo hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện, khám chữa bệnh từ xa, đăng nhập khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Một trong những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số của ngành y tế tỉnh Ninh Thuận là Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, hướng tới bệnh viện thông minh. Toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, quản lý vật tư, thuốc được quản lý trực tiếp trên phần mềm. Đồng thời, toàn bộ thông tin khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm siêu âm của bệnh nhân đều được lưu giữ. Chúng tôi có nâng cấp và nó chuyển đổi và thay đổi một số cái mô đun nâng cấp lên để thực hiện một số cái công việc mới. Ví dụ như là sau khi mà khám bệnh xong á, thì chúng tôi kê toa chẩn đoán xong thì đặt lịch hẹn, thì chúng tôi là cái này chỉ cần nhắc qua cái hệ thống app, người ta có thể ghé lại khám. Đến nay, các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế đã sử dụng 100% phần mềm quản lý khám chữa bệnh trong công tác khám chữa bệnh, liên thông dữ liệu, giám định bảo hiểm y tế. 5 đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh, 10% hồ sơ sức khỏe điện tử được khởi tạo. Năm 2023, đã có hơn 64.900 lượt bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt với số tiền trên 41,6 tỷ đồng, trên 681.000 lượt người sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 80,34%. Tiếp tục triển khai kết quả các nền tảng, đó là nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng tiêm chủng, nền tảng khám chữa bệnh từ xa, nền tảng trạm y tế xã phường, triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Theo đó thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử. Thời gian tới, ngành y tế Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong các hoạt động từ quản trị đến khám chữa bệnh. Qua đó, từng bước xây dựng và phát triển y tế điện tử thông minh, nền tảng để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Vừa rồi là bản tin chuyển đổi số. Sau đây, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn anh Sô. Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Sẽ mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai nền tảng số về quản trị và kinh doanh du lịch hoàn thành trong quý 2 năm 2024, đẩy mạnh việc triển khai kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu về du lịch với dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc triển khai ứng dụng trên VNEID, triển khai điều tra thông tin khách du lịch theo chương trình điều tra thống kê quốc gia, xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch Thế giới, hoàn thành trong tháng 9 năm 2024, tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng xử văn minh du lịch tại các khu điểm du lịch, kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch và báo cáo thống kê du lịch. Báo Quân đội Nhân dân vừa đăng tải bài viết chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 04 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn. Để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước cục bộ xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát ảnh hưởng của El Nino, diễn biến thời tiết, nguồn nước, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, dự báo ngắn hạn, dài hạn về thủy văn, nguồn nước, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên cả nước, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung Tây Nguyên, để các cơ quan chức năng, các địa phương và người dân chủ động thực hiện những biện pháp phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn, xác định mức độ ảnh hưởng đến từng địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cháy vé máy bay Tết là thông tin bài viết được đăng tải trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Theo bài báo, dù các hãng đã tăng chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Tính đến cuối tuần vừa qua, các hãng hàng không đã bán từ 80 đến 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành phố khác trong dịp cao điểm Tết. Lượng khách đặt chỗ vẫn tăng dần nên tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức cao tại một số ngày sát Tết và chiều ngược lại sau Tết Nguyên đán. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ theo dõi và đề nghị các hãng cân đối tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết âm lịch 2024. Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ánh Xuân. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của công viên biển Bình Sơn ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khánh Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Nếu quý vị và các bạn đang muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, hóng mát, thư giãn mà lại có thể ngắm biển dưới lòng thành phố thì hãy theo chân Khánh Hằng nhé. Công viên biển Bình Sơn chính là điểm đến mà Khánh Hằng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Công viên biển Bình Sơn có diện tích 19,6 ha, hướng thẳng ra biển, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 6 km, nằm ở ngã tư giao lộ đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh. Và như Khánh Hằng quan sát thì hiện tại ở công viên biển Bình Sơn có rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng Khánh Hằng làm quen với một gia đình nhỏ. Anh cho biết anh tên gì và anh đến từ đâu ạ? Mình là Nguyễn Đức Thuận, mình đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Anh chị cho biết là đây là lần thứ mấy anh chị đến với Ninh Thuận và đến công viên biển Bình Sơn rồi? Đây là lần thứ ba. Mình đến với Ninh Thuận. Thì sau khi đến công viên biển Bình Sơn này thì thấy nơi đây có sự thay đổi đẹp hơn lần trước. Công viên thì thoáng đãng, lại ở đây thì đa phần là phù hợp cho các gia đình, họ có thể là họ đến nghỉ ngơi giải trí.
Nếu có dịp thì anh chị có quay trở lại công viên biển Bình Sơn hay không? Và anh chị sẽ giới thiệu như thế nào đến với bạn bè, người thân của mình về công viên biển Bình Sơn? Tất nhiên rồi, thì khi mà đến với Ninh Thuận thì ở nơi đây là một trong những nơi mà có thể là chúng ta check in hoặc là chúng ta có thể là cùng với gia đình để giải trí, đi tham quan. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Bạn biết không, có một điểm đặc biệt khi đến với công viên biển Bình Sơn, đó chính là hồ nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử phát triển của Đảng bộ Ninh Thuận vừa được hoàn thành để phục vụ người dân và du khách vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023. Đây không chỉ là không gian công cộng mà còn là điểm nhấn thu hút du khách của thành phố Phan Rang Tháp Chàm nói riêng và của tỉnh Ninh Thuận nói chung mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm quen với hai bạn trẻ để xem cảm nhận của các bạn ấy khi đến với công viên biển Bình Sơn như thế nào nhé. Chào em giới thiệu tên của mình và em đến từ đâu? Dạ em tên là Nguyễn Thiền Thi Kiều, em đến từ Ninh Hải, Ninh Thuận. Còn đây là chị của em, Nguyễn Thị Thu Trinh. Em cho biết là mình có hay đến công viên biển Bình Sơn hay không? Dạ, em có hay đến biển công viên Bình Sơn nhưng mà thời gian qua em học tập tại Sài Gòn, bây giờ em về đây. Em thấy rất là ngạc nhiên bởi cái sự thay đổi của biển Bình Sơn. Là có nhiều cây xanh nè, nhiều đèn, đặc biệt là hồ chứa nước tiểu cảnh ghi dấu 16 sự kiện lịch sử của Đảng bộ Ninh Thuận. Qua cái việc tham quan ở hồ nước tiểu cảnh thì em biết hơn về lịch sử của Đảng bộ Ninh Thuận. Kể từ đó em cố gắng học tập để góp phần một chút ít của mình vào công cuộc xây dựng Ninh Thuận ngày càng phát triển hơn. Thì cảm ơn các em. Toàn bộ lối đi dạo trong hồ nước tiểu cảnh ở công viên được lát đá, đặc biệt là về đêm. Đài phun nước trong hồ tiểu cảnh sẽ phun nước xen lẫn với chùm ánh sáng nhiều màu sắc, vô cùng thú vị, bắt mắt. Không dừng lại ở đó, phải nói là một cảm giác rất tuyệt vời và vô cùng mát mẻ sẽ giúp chúng ta như trở về tuổi thơ nếu như quý vị và các bạn cùng tham gia trải nghiệm đạp xe xích lô, xe máy điện, ô tô điện được cho thuê trong khuôn viên. Quý vị và các bạn biết không, bên cạnh những hoạt động mà Khánh Hằng đã giới thiệu thì nơi đây còn có rất nhiều những hoạt động thú vị hấp dẫn khác để được quý vị và các bạn cùng người thân của mình đến khám phá trải nghiệm. Còn đến đây Khánh Hằng phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày kỳ sau nhé. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết ngày 18 tháng 1 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5, cấp 6. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải thuộc Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5, cấp 6. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6 cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ.